Xin chào tất cả các con. Chúng ta sẽ cùng đến với thủ thuật tiếp theo là dạng số 4. Dạng số 4 này là dạng AB nhân AC, có nghĩa là gì? Có nghĩa là chữ số hàng chục giống nhau, còn chữ số hàng đơn vị khác nhau, hàng đơn vị là B và C. Điều kiện để thực hiện được, áp dụng được quy tắc này thì B và C cộng lại với nhau phải là một chữ số, phải là một số tròn trục, hoặc hay nói cách khác là phải là 10 chứ không phải là một số tròn trục nhé. B cộng với C, điều kiện này B cộng C bằng 10. Nhớ cho cô giáo nhá, nhớ các phần này thì chúng ta mới áp dụng được vào quy tắc. Thì đối với dạng này ta thực hiện sẽ như thế nào? Ta sẽ làm như sau. Ta sẽ gì? Cộng thêm 1 vào A, sau đó nhân với A, và chữ số thứ hai sẽ là B nhân C. Cô viết cụ thể đây là 1 cộng A nhân A, đây là số đầu tiên, và số thứ hai sẽ là B nhân C. Nhớ là B cộng C phải bằng 10, áp dụng chúng ta mới thực hiện được. Cụ thể như thế nào? Các con quan sát lên đây. 34 nhân với 36. Trường hợp này con thấy số hàng chục giống nhau rồi, là 3. Và B với C là 4 cộng với 6 bằng 10. Đúng, đủ điều kiện. Như vậy chúng ta áp dụng được quy tắc. Chúng ta sẽ thực hiện như sau. 1 cộng A, A ở đây có nghĩa là cộng thêm 1 vào 3. 3 cộng 1 bằng 4. 4 nhân 3 bằng 12. Số đầu tiên. Số thứ hai cô có B nhân C, 4 nhân 6 bằng 24. Kết quả của cô là 1224. Tiếp, chúng ta có số 81 nhân với 88. Được chưa? Thì sẽ bằng gì? À đây, trường hợp này chưa được rồi. Tức là phải là 82. Được chưa nào? Bởi vì là nếu 1 cộng 8 thì bằng 9 thôi, chưa đáp ứng điều kiện, nên ta phải là 82 nhân với 88 đi. Đủ điều kiện, số hàng chục giống nhau, số hàng đơn vị cộng với nhau bằng 10. Ta áp dụng quy tắc 8 cộng 1 bằng 9, 9 nhân 8 bằng 72. Số thứ 2 B nhân C, 2 nhân 8 bằng 16, là 7216. Cô lấy ví dụ tiếp nhé. 91 nhân với 99 thì sẽ bằng, chúng mình hãy thử suy nghĩ và thực hiện cho cô giáo phép tính này nào. Rất là dễ đúng không? 1 cộng 9 bằng 10, đáp ứng điều kiện hai số hàng chục giống nhau. Ta thực hiện cộng thêm 1 vào A, 9 cộng 1 bằng 10. 10 nhân 9 bằng 90, viết 90. Tiếp theo, B nhân C, 1 nhân 9. 1 nhân 9 thì bằng 9. Thế trường hợp này là nhân ra một số có một chữ số, nên ta bắt buộc phải thêm chữ số 0 đứng đằng trước nó. 9 nhân 1 bằng 9, hay 1 nhân 9 bằng 9, nên ta viết là 09. Vậy kết quả của chúng ta là 9009. Nhớ cho cô nhá, khi nhân số B với C mà là một số có hai chữ số thì chúng ta viết cả hai chữ số vào. Trường hợp lưu ý là nếu như B nhân C là số có một chữ số thì ta bắt buộc phải viết thêm chữ số 0 đứng trước nó. Được chưa nào? Cô có ví dụ tiếp. 57 nhân với 53 thì sẽ bằng gì? 7 cộng 3 bằng 10, đáp ứng yêu cầu 5 giống 5. Ta sẽ thực hiện như thế nào nhỉ? Chúng mình hãy suy nghĩ và thực hiện cho cô giáo phép tính này nhé.
Như vậy là cô vừa kết thúc với các con bốn dạng thủ thuật tính nhẩm trong dạng toán nhân số có hai chữ số với số có hai chữ số. Hãy cố gắng luyện tập thật nhiều và ghi nhớ các dạng toán này để khi gặp các con tính được thật nhanh và có kết quả đúng nhé. Chúc các con sẽ đạt được kết quả thật cao trong các kỳ thi sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại các con trong những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh của cô để không bỏ lỡ những bài giảng và những thủ thuật toán học giúp các con học toán tốt hơn nhé.